Ken Việt Nam đã có 15 năm hình thành và phát triển. Năm 2003, tên gọi đầu tiên là Trung tâm Đào tạo Ken CPAM, với chỉ 16 giáo viên và nhân viên. Trường chuyên đào tạo về công nghệ thông tin và tiếng Anh theo chuẩn AQTF, đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục của Úc. Năm 2004, với bước đầu khó khăn khi trường tách riêng hoạt động, nhưng trường nhanh chóng đứng vững và đổi tên là Trung tâm Đào tạo Quốc tế Ken. Sau nhiều năm hoạt động, trường luôn khẳng định giá trị của chương trình đào tạo đã góp phần vào nhiều thành công của các bạn trẻ. Năm 2006, một bước đi mới đánh dấu quá trình làm việc và xây dựng không ngừng, nâng cấp thành trường cao đẳng quốc tế Ken, Ken International College. Năm 2009 đến 2010, với sự bùng nổ các trường quốc tế có mặt tại Việt Nam, Ken đã gặp nhiều trở ngại, nhưng với sự định hướng đúng và sự kiên quyết, Ken đã dần khẳng định vị trí và vươn lên là trường cao đẳng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo đúng luật giáo dục của Việt Nam. Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trường cao đẳng quốc tế Ken. Từ năm 2015, các chương trình đào tạo cao đẳng chuyên sâu của Ken được định hướng xây dựng và thiết kế theo khung chuẩn của QAA, đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục của Anh Quốc, một tiêu chuẩn khó khăn và ngặt nghèo về chất lượng đào tạo để Ken Việt Nam có thể vươn xa đến toàn cầu. Ken Việt Nam đã có nhiều ký kết với các trường đại học trên toàn thế giới, giúp cho sinh viên bay xa ước mơ của mình. Hơn 15 trường đại học uy tín trên thế giới là đối tác của Ken Việt Nam. Cùng với những thành công đã đạt được nhằm đẩy mạnh hơn nữa chất lượng giáo dục và đem lại nhiều giá trị cộng gộp, trường Ken tạo nhiều sân chơi bổ ích cho sinh viên thông qua chương trình ngoại khóa liên kết với các trường đại học. Năm 2017, với sự chuyển giao quản lý của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, mục tiêu là tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của người học, thị trường lao động và doanh nghiệp. Năm 2017, trường Ken Việt Nam vinh dự trở thành trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng đào tạo của NCFE, tổ chức kiểm định và cấp bằng ở Anh Quốc. Các sinh viên của trường Ken này sẽ được bằng đôi cử nhân thực hành của Ken Việt Nam cấp và cử nhân thực hành của NCFE cấp. Năm 2018, 15 năm hoạt động với bao thăng trầm và sự nỗ lực của ban giám hiệu nhà trường, các chuyên gia hội đồng khoa học, Ken Việt Nam tự tin khẳng định vị trí của mình hơn nữa và đã đào tạo hơn 3.000 sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân thực hành quốc tế, trên 10.000 sinh viên tốt nghiệp các khóa chuyên môn ngắn hạn. Đào tạo đa dạng với 7 ngành học: quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị hàng không, thiết kế thời trang, kế toán, truyền thông đa phương tiện. Các sinh viên của Ken đang có mặt tại nhiều nước, phát triển sự nghiệp và trở thành công dân toàn cầu.